đó nha. Mình cứ kể chuyện của người nghèo cho những người có tâm nghe. Họ cũng muốn giúp người nghèo nhưng mà họ chưa tìm thấy được cái người mà họ tin tưởng họ giúp. Cho nên mình tình nguyện đóng vai trò là cái chiếc cầu nối đó.